Tú Vân Mobile xin dành một video để bán giúp khách hàng chuyển máy về để lên đời một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB. Cây máy này thì của anh Nguyễn Phú Đăng ở Nam Trực, Nam Định. Cách đây khoảng 1 năm anh có mua của Tú Vân Mobile. Và khi Tú Vân Mobile bán cho anh thì ở tình trạng zin chưa đúc ốc. Tức là zin chưa động chạm vào bất cứ con ốc nào. Và đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bùng mở lần nào, chưa bị sửa chữa bất cứ một cái gì. Và hiện tại khi anh gửi về cho Tú Vân Mobile thì anh có nói là anh có nhờ một người anh em cũng là thợ điện thoại, anh mở ra kiểm tra xem bên trong máy như thế nào, còn chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và khi anh chuyển về thì Tú Vân Mobile cũng mở máy ra thử thì thấy bên trong máy rất là sạch đẹp. Anh Nguyễn Phú Đăng thì có gửi cây iPhone SE 2020 này về để anh lên đời một cây iPhone 11 Pro Max. Lý do là cây SE 2020 này thì màn hình nó hơi nhỏ. Đấy. Để anh muốn lên đời một cây máy lớn hơn, tại vì hiện tại thì anh cũng khá là lớn tuổi. Về ngoại hình thì như mọi người thấy, em đã quay rất là chi tiết cho mọi người. Thì mọi người có thể thấy là máy còn rất là đẹp. Đối với SE 2020, máy zin đến thời điểm hiện tại. Đấy, mọi người có thể thấy là mặt lưng rất là đẹp. Đấy. Mặt lưng thì ở những cái dòng như thế này thì nó hay bám vân tay mọi người nhé. Bám, nói chung là iPhone nói chung thì nó hay bám môi, bám vân tay. Thì có những cái dấu vết ở trên lưng như thế thì những cái dấu vết này thì lau đi thì nó sẽ sạch mọi người nhé. Đấy. Về viền cạnh thì nó cũng không có cấn móp gì cả. Và pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng SE 2020 đến thời điểm hiện tại. Pin zin theo máy thì còn ở mức 90% mọi người nhé. Và cây máy này thì anh muốn bán với một mức giá khá là rẻ. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ mở cây máy này ra để cho mọi người xem máy ở bên trong. Tại vì máy thì cũng đã mở ra từ trước rồi. Anh đã nhờ người mở ra để kiểm tra rồi. Và Tú Vân Mobile bán cho anh thì cũng rất là rõ ràng. Mở ra cho mọi người xem bên trong như thế nào. Để mọi người có một cái nhìn chính xác để đánh giá một con máy trước khi cân nhắc mua cây máy này mọi người nhé. Thì đầu tiên thì Tú Vân Mobile sẽ vào cái phần giới thiệu để cho mọi người xem. Và ở đây mọi người có thể thấy là tên kiểu máy là iPhone SE. Phiên bản iOS hiện tại của máy là 16.6.1. Và máy này là bản M, tức là bản thương mại. Và như mọi người thấy thì dung lượng tối đa của máy là bản 64GB. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho mọi người xem phần trăm pin của máy. Ở trên màn hình thì mọi người có thể thấy là dung lượng tối đa của pin của máy là 90%. Điều này thì có nghĩa là dung lượng pin hiện tại của máy khi mà sạc đầy lên thì sẽ có dung lượng tối đa là bằng 90% so với dung lượng tối đa của một máy mới mọi người nhé. Và dung lượng tối đa ở mức 90% đối với một cây máy chưa qua thay thế sửa chữa là một mức khá là cao mọi người nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành mở cây máy này ra để cho mọi người cùng xem ở bên trong. Anh Nguyễn Phú Đăng là một khách hàng cũng khá là quen thuộc của Tú Vân Mobile. Anh đã từng mua của Tú Vân Mobile 4 cây máy. Và lần này thì anh gửi cây SE 2020 này về để lên đời một cây iPhone 11 Pro Max là tổng cộng là 5 cây. Thì sau khi anh mua cây máy này được khoảng 3 tháng thì
anh cũng nhờ một người bạn của anh cũng là thợ sửa điện thoại mở ra để kiểm tra giúp xem. Thì anh thấy là máy zin, cây máy này thì sau khi anh chuyển về thì Tuvon Mobile cũng đã mở ra để kiểm tra một lần. Thì như mọi người thấy, bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Bên trong máy thì hiện tại không có, hầu như là không có một chút dấu vết nào mọi người nhé. Ở đây thì mọi người có thể xem rất là kỹ bên trong máy. Đấy, mọi người có thể thấy là bên trong máy thì hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu hiệu của việc đã bị thay thế sửa chữa ở trên chiếc máy này. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết đấy, và cũng sẽ phân tích cho mọi người những cái đặc điểm của một cây máy zin ở trên chiếc máy này. Đầu tiên thì ở đây mọi người có thể thấy phần pin của máy. Pin của máy thì ở đây mọi người có thể thấy là đây là một viên pin zin, thì nó có những cái đặc điểm là thứ nhất là về form pin, mọi người thấy là cái form pin được Apple làm rất là đẹp. Đấy, tức là hình dạng của pin. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Ở đây mọi người có thể để ý đến những cái đường bo rất là sắc nét. Và đây là siêu pin zin theo máy, thì mọi người thấy là nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp mọi người nhé. Và ở đây thì mọi người cũng có thể thấy là cái siêu pin ở phần phía dưới pin cũng rất là mỏng, rất là đẹp. Cái phông chữ ở trên pin thì ở đây mọi người có thể thấy là rất là đẹp, nó không bị mờ, không bị lòe. Và trên bề mặt pin thì mọi người thấy là rất là sạch đẹp mọi người nhé. Ở đây thì mọi người có thể thấy là lúc đầu nó không có cái chấm này, nhưng mà bây giờ thì nó có một cái chấm này, thì đây là do em nói mọi người nhé. Em nói thì có một chút cái nước bọt nó bắn vào đây, thì nói chung là cái này thì cũng khó tránh tại vì đeo khẩu trang thì nó cũng khá là phức tạp, khá là khó chịu. Đấy, thì thỉnh thoảng nó sẽ có những cái vấn đề này nó xảy ra, nó không ảnh hưởng gì mọi người nhé. Và ở đây thì mọi người có thể thấy cái phần siêu mên rất là đẹp mọi người nhé. Nó hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Đấy. Ở đây thì nó có một màu là đen nhánh và rất là đẹp. Nếu ở một cây máy mà đã bị sửa mên thì khi mở ra mọi người sẽ thấy là cái mên của nó sẽ hơi bạc màu một chút. Và với cái tác động của nhiệt thì cái siêu mên này nó sẽ nhăn nheo mọi người nhé. Ở đây thì mọi người thấy là nó rất là sạch đẹp. Sạch đẹp và nó là một cái màu đen nhánh. Đấy. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là ở trên những cái nẹp mà camera này. Đấy, rồi thì nẹp mà pin nó cũng chưa có dấu vân tay, chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay của thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Nói chung là cây máy này thì rất là chất lượng và mọi người sẽ mua được với một mức giá rất là rẻ. Và ở đây thì mọi người có thể thấy đây là quy tím ở phần mên của máy. Thì ở đây mọi người thấy là thứ nhất là nó có màu trắng mọi người, và cái thứ hai là hình dạng của nó rất là đẹp, thì chứng tỏ là đây là một quy tím của máy, tức là quy tím theo máy chứ không phải là quy tím bị bóc ra và dán lại mọi người nhé. Hiện tại mọi người mua trên thị trường thì hay gặp những cái máy trước đây đã có dấu hiệu vào nước, đấy, tức là quy tím đỏ, thì các shop sẽ bóc ở máy khác dán sang cái quy tím, thì ở trong những trường hợp đó thì quy tím nó sẽ hơi bị móp méo một chút mọi người nhé, chứ nó không được đẹp như thế này. Và sang bên phần màn hình thì đầu tiên là cái miếng quy tím ở trên màn hình, thì ở đây mọi người thấy là nó còn trắng mọi người nhé, đấy, và hình dạng nó rất là đẹp. Em quay rất là sát, rất là nét cho mọi người xem.
Và ở đây thì mọi người có thể thấy là phần phần siêu đen ở trên màn hình thì mọi người thấy là rất là sạch đẹp rồi nhá. Nó chưa bị rách một chút nào và nó hầu như là nó không có chút bụi bẩn nào mọi người nhá. Đấy. Rất là sạch đẹp ạ. Và ở đây thì mọi người thấy là ở trên màn hình thì đây những cái dấu hiệu là thứ nhất là dòng zin nó còn dính ở trên kính của màn, và đây đây là cái phần mã vạch rất là rõ nét, rất là sắc nét, thì chứng tỏ là màn hình của máy chưa bị ép kính. Và ở đây là còn chip ở trên màn hình, thì ở đây mọi người có thể thấy là cái mối hàn của con chip nó rất là bóng, rất là mịn mọi người nhé, rất là bóng, rất là mịn, thì chứng tỏ là cái con chip này là con chip theo màn hình của máy, chứ con chip theo máy từ đầu chứ không phải là bị khò ra và hàn lại. Và đây thì mọi người có thể thấy là đây là cái miếng siêu phản quang ở trên máy, trên màn hình của máy thì mọi người thấy là nó vẫn còn nguyên mọi người nhé. Nếu mà miếng siêu phản quang này mà bị rách thì chứng tỏ là máy đã bị thay phản quang. Đấy. Ở đây thì mọi người thấy là nó vẫn còn nguyên. Đấy. Và bây giờ thì mọi người có thể xem kỹ lại bên trong máy một lần nữa. Bên trong máy thì rất là sạch đẹp mọi người nhé. Và với cây máy này thì theo mong muốn của anh Phú Đăng và Tú Vật Mobile cũng đã làm việc với anh về cái phần giá cả và cũng đã thống nhất với anh để đưa ra một cái mức giá rẻ hơn thị trường để anh có thể bán được cây máy này một cách nhanh nhất có thể. Để anh có tiền để lên đời một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Cây máy này thì anh muốn bán với mức giá là 3 triệu 100 nghìn mọi người nhé. Hiện tại với những cây máy như thế này thì mọi người xem video ở trên kênh Tu Vân Mobile thì mọi người có thể thấy là những cây máy như thế này thì Tu Vân Mobile sẽ bán với mức giá là khoảng 3 triệu 900 nghìn mọi người nhé. Đấy, với cái mức pin 9X như này khoảng 3 triệu 900 nghìn. Nhưng mà đây là một cây máy bán giúp khách và cũng là một cái mức giá để mà mong muốn bán được cho anh Phú Đăng trong một thời gian sớm nhất. Nên là Tú Vân Mobile đã thống nhất với anh Phú Đăng là để mức giá là 3 triệu 100 nghìn, là một mức giá rất là rẻ so với thị trường hiện tại, so với một cây máy zin chưa qua sửa chữa. Để đặt mua máy thì mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Với cây máy này thì Tu Vân Mobile cũng thống nhất với anh Phú Đăng là sẽ hỗ trợ bảo hành cho mọi người trong 3 tháng mọi người nhé. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.